Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, cùng với công tác phát triển hội viên và mạng lưới cộng tác viên rộng khắp, Ban ảnh nghệ thuật, Hội văn học nghệ thuật Thanh Hóa đã đạt được rất nhiều thành tích cao tại các cuộc triển lãm trong nước và quốc tế. Tạp chí Văn học nghệ thuật xứ Thanh số tháng 10 sẽ dành phần lớn thời lượng để đề cập tới vấn đề này. Nhưng trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những hoạt động văn học nghệ thuật nổi bật diễn ra trong thời gian qua. Sáng ngày 22 tháng 9, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật số 16 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng triển lãm mỹ thuật khu vực và giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2015. Căn cứ vào 40 giải thưởng chính A, B và C đã được trao tại 9 triển lãm khu vực, Hội đồng chấm giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam đã lựa chọn được 5 tác phẩm xuất sắc nhất năm 2015 để trao giải thưởng, trong đó có tác phẩm Huyền thoại Sầm Sơn, In lưới của họa sĩ Lê Thị Thanh, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, giảng viên trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Tác phẩm này cũng đã mang về giải A cho họa sĩ Lê Thị Thanh tại triển lãm mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung diễn ra tại Thanh Hóa vào tháng 9 vừa qua. Giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2015 không chỉ là niềm vui riêng của họa sĩ Lê Thị Thanh mà còn là niềm vinh dự chung của mỹ thuật Thanh Hóa, góp phần thúc đẩy phong trào sáng tác mỹ thuật phát triển.